Ngày 20 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về vụ án vu khống để đòi nợ ở công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mara Assets. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định một số công ty thu hồi nợ sử dụng điện thoại gọi điện đe dọa, chửi bới và cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền trên mạng xã hội nhằm thu hồi nợ. Theo đó, ngày 4 tháng 11, Công an kiểm tra hành chính văn phòng công ty trên tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4. Quá trình điều tra, Công an xác định công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mara Assets là công ty nước ngoài có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, do LJ, quốc tịch Hàn Quốc, làm tổng giám đốc. Công ty này được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 đến nay, công ty thuê văn phòng tại quận 4 để hoạt động thu hồi nợ. Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty. Lãi suất người vay trả từ 4,58% một tháng, tương đương 55% một năm, dưới hình thức trả góp hàng tháng. Khi đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Nếu nợ 1 ngày đến 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm gọi nhắc nợ khách hàng và người thân một cách nhẹ nhàng. Nếu nợ từ 90 ngày đến 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại nhắn tin thường xuyên liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ. Nếu trên 180 ngày thì gọi điện nhắn tin đe dọa. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự, gồm Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tính, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến.